Easy Badminton. Trái với lối chơi thiên về tấn công của Fox thì Blade X lại là dòng vợt được Liên Ninh thiết kế dành cho lối chơi phản tà tì đè cũng như kiến thiết trận đấu, tìm kiếm những pha đập cầu uy lực cho đồng đội. Cây vợt đầu tiên trong Blade X series được ra mắt chính là cây Blade X 800 vào năm 2019. Sản phẩm được Liên Ninh tạo ra cho riêng Gian Nam nhằm tri ân người từng hai lần liên tiếp giành huy chương vàng Olympic tại London 2012 và Rio 2016. Tuy nhiên, nhiều tay vợt chuyên đơn cũng đang sử dụng cây Blade X 700 và đã có những kết quả thi đấu cực kỳ tốt. Điển hình như Tun Dung, tay vợt đơn nữ số 1 Indonesia sau khi chuyển sang Blade X 700 đã có những màn trình diễn rất tuyệt vời. Đặc biệt kể đến là chiến thắng trước Akane Yamaguchi ở tứ kết Japan Open. Đối với Việt Nam, hiện nay đang có tay vợt đơn nữ Trần Thị Phương Thúy đang sử dụng. Ngoài ra, một tay vợt chuyên đơn khác cũng lựa chọn dòng vợt Blade X là Trần Quốc Khánh, nhưng là mã vợt Blade X 800. Với mục tiêu tạo ra một cây vợt có thiết kế bắt mắt, đáp ứng lối chơi phản tà tì đè, dứt điểm trên lưới, Liên Ninh Blade X 700 chính thức được ra mắt vào năm 2022. Cây vợt này sẽ nhanh chóng chiếm được cảm tình của người chơi khi được các pháp sư Trung Hoa lựa chọn tông màu xanh ngọc chủ đạo và khoác lên mình nước sơn lì vô cùng hiện đại. Như mọi người có thể thấy thì ở góc 2 giờ và 4 giờ thì cây Blade X 700 được tô điểm thêm những chi tiết màu vàng đồng, đen và tím. Điểm nhấn này sẽ giúp cho cây vợt trở nên tinh tế và độc đáo hơn. Về thông số kỹ thuật, điểm cân bằng của cây Blade X 700 đối với bản 3U là 292mm, 4U là 296 và bản 5U là 302. Trọng lượng của cây Blade X 700 bao gồm 3U là 87g, 4U là 84g và 5U là 82g. Nhưng ở trên thị trường Việt Nam thì chúng ta mới nhận thấy là có bản 3U và 4U là hai bản phổ biến nhất. Đối với cây Blade X 700 là 6.8mm, thông số tương đương với các mẫu vợt Blade X 800, 500 và 200. Theo như EZB đo thực tế, chiều dài cán của cây vợt này là 210mm. Với thông số này, người chơi có thể tiếp cận được với trái cầu sớm hơn nhằm tạo ra những pha cầu tốc độ hơn. Chất liệu của cây vợt này là carbon fiber và được tích hợp thêm M46, chất liệu đã được Liên Ninh sử dụng trong nhiều dòng vợt mới nhất hiện nay. Ở cây Blade X 700 thì chúng ta sẽ vẫn có những công nghệ tân tiến nhất đến từ nhà Liên Ninh, ví dụ như công nghệ giảm chấn, Spring Headlight hay là Axeltech. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu chi tiết những công nghệ này nhé. Đây là công nghệ hấp thụ chấn mật độ cao nhằm cải thiện tối đa hiệu suất hấp thụ xung kích của vợt trong suốt quá trình thi đấu và tập luyện. Công nghệ này sẽ giúp cho cây vợt của bạn trở nên bền bỉ và tránh được nhiều sóng gió hơn. Vợt nhẹ đầu hơn, đúng với tiêu chí của series Blade X, là một cây vợt nhẹ đầu và thân cứng. Khung vợt được thiết kế vát để tránh được lực cản của gió một cách tối đa, giúp cho bạn có được những cú đánh nhanh hơn và tốc độ hơn. Liên Ninh sử dụng công nghệ Axeltech trên vật liệu carbon fiber để nâng cao hiệu suất ổn định khung vợt nhằm tăng cường độ chính xác của từng cú đánh. Công nghệ này sẽ giúp cho người chơi có được những cú đánh chính xác hơn, khác với công nghệ FRTP Tech được áp dụng trên cây Afox 80 trước đây. Thân vợt Blade X được thiết kế với đường kính 6.8mm. Đây là thông số cơ bản của dòng vợt này. Dòng vợt có thân cứng, phù hợp cho lối đánh đôi. Đối với loại cước khuyến nghị thì theo mình thấy nếu như các bạn chơi các trận đấu đôi thì sẽ phù hợp với hai loại cước. Thứ nhất là X463 và thứ hai là Liên Ninh N61. Còn nếu như bạn muốn sử dụng loại cước cho các trận đấu đơn thì theo mình thấy thì sẽ phù hợp nhất với loại cước N1 của Liên Ninh hoặc là một loại cước quốc dân, đó là BG65 Titanium của Yonex. Phần review Liên Ninh Blade X 700 đến đây là kết thúc. Sản phẩm đã có sẵn tại Easy Badminton, hotline 0914616818. Truy cập website ezb.com.vn hoặc liên hệ fanpage để chúng mình có thể tư vấn cho các bạn những cây vợt cầu lông, thiết bị cầu lông phù hợp nhất. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi ezb ra video mới nhất nhé.